em học lớp 5, tự nhiên em cảm thấy em rung động với một bạn cùng giới. Rung động sớm vậy luôn? Dạ. Nó vậy mà sao nó cưới vợ. Xong cái ba em im lặng. Rất là sợ cái cảm giác mà phải ngồi nói chuyện thẳng thắn với ba. Em nghĩ là ba em cũng sẽ có buồn. Cơ bản là em là một người rất cần sự quan tâm. Nguyên một cái tuần đó bạn nó nghỉ ở nhà mà nó không nhắn cho em một tin nào hết. Bạn nói là tại bạn nó chơi game. Ủa? Vậy em không quan trọng bằng cái việc mà nó chơi game hay sao? Thật sự là người đó cũng mang cho em rất là nhiều thứ về cảm xúc. Rồi bạn đó cũng lo lắng cho em được rất là nhiều. Nhưng mà... Em phát hiện ra giới tính của mình từ khi nào? Em nghĩ là từ lúc em học lớp 5. Lúc đó tự nhiên em cảm thấy em rung động với một bạn cùng giới. Rung động sớm vậy luôn? Dạ. Đó là em biết từ đó. Rồi lúc mà mình rung động như vậy là mình có thích, mình có tỏ tình hay là mình để cho mọi người biết không? Dạ không. Nó cũng còn nhỏ, tôi cũng không biết hết. Kiểu thích chơi với bạn đó thôi. Kiểu thích nhưng mà kiểu chỉ muốn là gần gũi với bạn đó và chơi với bạn đó thật là nhiều thôi. Còn nếu mà thật sự khác biệt to lớn luôn thì cái lúc mà em bước qua cấp 3, lúc đó em kiểu em toàn là chơi với các bạn nữ thôi. Hay là em cũng có những cái thói quen cũng giống bạn nữ, các nữ hơn là các bạn nam. Rồi lúc mà học trong lớp thì em nhìn những cái bạn trai đó là chơi đá banh, đá cầu. Còn em thì lại chơi với các bạn nữ như những cái bộ môn của con gái. Thì lúc đó thì các bạn nữ và những bạn trai đó nhìn em như thế nào? Thường thì các bạn nam hầu như là không chơi với em luôn. Tức là thường thì cái lúc mà mình học, lúc mà còn nhỏ thì các bạn hay có những cái lời không hay với mình. Còn các bạn nữ thì các bạn rất là đón nhận em. Anh thấy nha, tự vì lúc đó anh cũng học ở trong trường nè, lúc đó anh chưa có come out. Thì mọi người cũng biết được cái giới tính của mình, thì có những bạn xúc phạm mình. Thì lúc học ở trong trường thì em có bị những cái lời đó làm cho em buồn không? Kiểu như là khi mà em đi học về, em đi trên đường thôi á, thì kiểu như các bạn nào mà biết mình như vậy cũng la làng la lớn lên là em thế này em thế nọ. Nhưng mà từ nhỏ là em đã tập cái thói quen là em mặc kệ cái lời nói của người ta. Nhưng mà lúc đầu em nghe như vậy thì cái cảm giác trong người của em như thế nào? Lúc đầu em nghe em kiểu sợ, em buồn á, tại vì em thấy là kiểu nói lớn như vậy thì những người xung quanh người ta biết, người ta nghe á. Mà thì kiểu qua thời gian càng ngày càng lớn thì em thấy cái chuyện đó ngày nó cũng càng bình thường, miễn là mình đừng có phản bác lại người ta, mình đừng có trả lời người ta. Nếu mà càng trả lời thì người ta sẽ càng làm tới á. Còn về ba mẹ có sốc hoặc là có nói gì về em không? Từ trước đến giờ ba mẹ em kiểu không có nói gì em hết. Nói chung là ba mẹ em cũng rất là ủng hộ em. Thì tại vì từ nhỏ là em đã có thói quen thích nhận chơi, cũng như là chơi với các bạn nữ, là cũng chơi toàn là những cái đồ chơi của các bạn nữ thôi ạ. Ba mẹ của mình sinh mình ra thì những cái thay đổi hàng ngày của mình theo từng năm tháng thì chắc có lẽ là ba mẹ sẽ biết được em là như vậy. Nhưng mà lúc mà em mở miệng ra em nói với ba mẹ là em thuộc giới tính này thì cái phản ứng đầu tiên của ba mẹ của em sẽ là như thế nào? Thật ra về cái việc come out của em á thì là em kiểu come out từ mẹ trước, rồi xong mới đến ba. Tại vì ba của em cảm giác như là em không có được gần gũi với ba cho lắm á, nên là em come out với mẹ trước. Thì thật ra là mẹ em phản ứng cũng không có kiểu quá là bất ngờ, do là mẹ em cũng biết được. Nhưng mà phản ứng của ba kiểu ba im lặng một hồi, nhưng mà sau đó ba cũng kiểu nếu mà con như vậy thì không sao, miễn con vui vẻ là được, kiểu như vậy. Nhưng mà có khi nào mà ba mẹ của em hỏi em là con có muốn lấy vợ hoặc là bắt ép em lấy vợ không? Dạ có chứ. Cái khoảng thời gian mà em thật sự là come out cũng kiểu như là chưa có một cái lời nói thật sự là con như vậy. Ba em là người luôn luôn trên những cái bữa cơm là đề cập đến cái vấn đề là em cưới vợ. Bà hỏi khi nào cưới vợ, sao không có bạn gái, rồi dắt bạn gái về nhà đi, kiểu vậy. Mỗi lần mà em có dắt một bạn nữ nào về nhà chơi là sẽ hỏi quen nhỏ này hả? Có khi nào ba em kêu em lại và ngồi tâm sự hai cha con nói về cái cuộc sống và cái giới tính của em không? Dạ hầu như là không. Tại vì em với ba em là kiểu không có gần gũi với nhau. Kể cả mẹ em từ nhỏ tới lớn em cũng không có gần gũi với mẹ em nhiều, với ba mẹ. Tới bây giờ ba vẫn không có nói gì tới với cái giới tính của em? Dạ. Nhưng mà em có suy nghĩ một lần nào đó em với ba sẽ ngồi nói chuyện, em nói thẳng với ba không? Ba mẹ của mình sinh mình ra tuy là biết được em như thế này, nhưng mà
có đôi lúc ba mẹ sẽ muốn em thực sự nói cho ba mẹ nghe được thì giới tính mình để ba mẹ chấp nhận. Em cũng sợ, rất là sợ cái cảm giác mà phải ngồi nói chuyện thẳng thắn với ba. Em muốn nói gì với ba thì em sẽ nói cái lúc mà ngồi có cả gia đình, nếu có mẹ rồi ngồi lắng nghe thì chữ nó sẽ đỡ hơn. Thì cái lần come out gần đây nhất với ba em cũng cách khoảng 2-3 tháng thôi à. Lúc đó kiểu trên mâm cơm thì ba em kiểu vẫn đề cập đến cái vấn đề là cưới vợ sinh con tiếp. Lúc đó là mẹ em biết rồi, cho nên là mẹ em, hai mẹ con kiểu nhìn nhau cười, xong cái em không nói gì hết. Nhưng mà mẹ em là nó vậy mà sao nó cưới vợ. Xong cái ba em im lặng im lặng một hồi, xong ba em mới nói là con sao cũng được, miễn là con vui con hạnh phúc là được. Em nghĩ là ba em cũng sẽ có buồn đó. Lúc mà anh chưa come out nha, ba mẹ là đã biết rồi. Nhưng mà anh là một người đã có cái gì nói đó thì anh đã kêu ba mẹ ngồi xuống nói rõ là anh là người thuộc giới tính như vậy thì ba mẹ cũng chấp nhận. Cho anh hỏi một tí xíu, em make up như vậy thì đi chung với ba mẹ thì ba mẹ có nói gì không? Từ cái lúc mà em make up nhiều như thế này rồi á, thì cái lúc mà em về nhà thì lúc đầu em cũng ngại lắm nha. Em về nhà em rất là ngại mà phải để đồ make up được ra cho ba mẹ thấy. Dần dần qua thời gian á, mẹ em thấy. Xong rồi đầu tiên là mẹ em khen, cứ mỗi lần mẹ em make up là mẹ em khen à. Kiểu mẹ em rất là thích thú cái việc make up. Mẹ em cũng kêu là make up cho mẹ với, kiểu vậy. Ba là lúc trước là ba kiểu ba thấy ba im lặng từ cái lúc mà em come out á. Bây giờ ba em cũng kiểu mỗi lần em make up cái ba em cũng khen, ôi hôm nay make up đẹp quá, kiểu vậy. Rồi mỗi lần ba khen vậy em cảm thấy em rất là thương ba mẹ luôn. Anh cảm thấy em rất là may mắn luôn á. Dạ, vừa rồi. Được ba mẹ chấp nhận nè, sở thích của mình cũng được khen. Cho anh hỏi tí xíu về chuyện tình cảm đi. Từ hồi đó giờ em có một cái mối tình nào đó nó sâu đậm chưa? Đó giờ luôn á, là em quen mới chỉ có hai người thôi em. Chắc chắn là sẽ có một mối tình sâu đậm đó rồi. Em mới chia tay cách đây khoảng 8 tháng. Về cái mối tình đầu của em đi, phát sinh từ khi nào và lúc nào, bao nhiêu tuổi của em? Em nhớ không lầm là năm đó, năm em học lớp 11. Ngày xưa hoạt động đoàn hội đồ anh. Đi ngoại khóa thì có gặp được một cái anh ở cái trường khác, trường trong huyện luôn. Thì đó tụi em mới về em lên Facebook rồi nói chuyện với nhau. Lúc đó thì quen cũng tầm khoảng vài tháng thôi. Tại vì cái lúc đó còn lứa tuổi học sinh á, với lại là mối tình đầu nữa. Bạn đó thích em hay là em thích bạn đó? Em nghĩ là cả hai thích nhau. Em cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà kiểu ngày xưa mà thích nhau anh thì kiểu như là nó nói chuyện xong hồi quen nhau nào cũng hay. Chứ không ai là tỏ tình ai hết trơn á. Rồi cái mối tình nó kéo dài bao lâu? Khoảng 3-4 tháng. 3-4 tháng. Dạ. Sau cái mối tình đầu đó rồi á, kiểu như em bị khép mình trong cái chuyện tình cảm luôn. Có nói chuyện qua lại rồi thôi. Rồi bao lâu nữa em mới yêu lại? Tầm năm nhất đại học em bắt đầu yêu lại. Chuyện tình đó kéo dài bao nhiêu lâu? Gần 4 năm. Cái bạn mà em quen 4 năm đó, hai người có sống chung với nhau không? Hay là chỉ là quen nhau thôi? Dạ, chỉ là quen nhau thôi. Nhưng mà cái lúc đó là em ở Sài Gòn rồi, nhà bạn nó cũng ở Sài Gòn, cho nên là gặp nhau rất là thường xuyên. Nói chung là bạn đó cũng rất là thương em và kiểu cũng rất là nhường nhịn em. Nhưng mà quen nhau 4 năm như vậy thì lý do tại sao mà hai người lại chia tay nhau? Lúc mà bùng dịch đầu tiên anh, thì lúc đó là em mới vừa có công việc mới. Còn bạn em thì kiểu bạn mới vừa mất công việc và cũng xin được công việc mới rồi. Cái công việc của bạn đó là phải kiểu làm ở quán trà sữa đồ anh. Dịch thì cái đợt đầu thì người ta sẽ cho cái quán đóng cửa hết, thì bạn nó phải ở nhà. Cơ bản là em là một người rất cần sự quan tâm. Không phải là kiểu lúc nào cũng nhắn tin, mà là kiểu sau khi em đi làm về ít ra cũng phải hỏi hay một tiếng. Còn bạn đó kiểu nguyên một cái tuần đó bạn đó nghỉ ở nhà mà nó không nhắn cho em một tin nào hết. Cái lúc mà em hỏi ra thì cái lúc mà sao không nói chuyện với nhau, bạn nói là tại bạn nó chơi game. Ủa vậy em không quan trọng mà cái việc bạn nó chơi game hay sao? Nhưng mà thật sự là trước đó cũng có rất là nhiều vấn đề xảy ra rồi. Lúc đó vẫn còn hương, nhưng mà em thấy là bạn này không kiểu không có suy nghĩ nhiều về cho cái việc tương lai. Đỉnh điểm cái lúc khoảng thời gian đó là em đã bắt đầu em suy nghĩ về cho sự nghiệp của mình rồi. Thì em cũng mong muốn là cái bạn đồng hành với mình cũng sẽ là một người có cái suy nghĩ giống mình, là suy nghĩ về công việc. Nhưng mà bạn đó thì kiểu bạn nó muốn chơi bời nhiều hơn, tình cảm nhiều hơn. Lúc mà chia tay vậy rồi, em có suy nghĩ lại những cái lúc mà hai người quen nhau, hai người tỏ tình nhau là mới đầu quen nhau không? Cái khoảng thời gian ban đầu chia tay em rất là buồn luôn. Thật ra bây giờ cứ mỗi lần mà suy nghĩ lại em vẫn còn buồn. Kiểu như là cái khoảng mình quen người đó quá lâu. Thật sự là người đó cũng mang cho em rất là nhiều thứ về cảm xúc. Rồi bạn đó cũng lo lắng cho em được rất là nhiều. Nhưng mà đó giờ em chưa có dành tình cảm trai mà nhiều như vậy. Nếu mà còn thương như vậy là tại sao em không nghĩ là cho hai người một cơ hội? Em với bạn ấy có ngồi xuống nói chuyện lại với nhau không? Hay là chỉ là giận nhau, cãi nhau xong rồi mạnh ai thì đã im lặng? Đa số là nhắn tin. Tại vì kiểu như nói chuyện ở trên tin nhắn thì nó sẽ dễ hơn là ngồi đối diện với nhau. Tại vì kiểu bạn đó mà ngồi nói chuyện trực tiếp với em á, bạn đó rất là khớp. Đa số là bạn đó luôn là người xuống nước.
dù là em sai thì mình đã sai. Theo như em kể thì anh cũng thấy là bạn ấy cũng nhường nhịn em nhiều á. Thì tại sao em còn thương như vậy mà em không cho hai người có một khoảng thời gian im lặng để em và bạn ấy cùng suy nghĩ lại rồi hai người lại quay lại với nhau? Em có suy nghĩ tới vấn đề đó không? Lâu lâu em cũng có suy nghĩ tới, nhưng mà tại vì thật ra là ở cái lần chia tay này thì bọn em vẫn còn kiểu kết bạn Facebook với nhau. Em thấy là bạn đó đã tìm kiếm cho mình một cái bạn đồng hành mới rồi. Em không chắc chắn là bạn đã có người yêu chưa, nhưng mà em thấy bạn đó bạn vẫn đi chơi rất là đều đặn và hay kiểu hay chụp. Em không biết là bạn đó có cố tình hay không. Bạn đó là người kiểu rất là ít đăng trên mạng xã hội, nhưng mà kể từ lúc chia tay á, bạn đó đăng rất là nhiều, kiểu hay đăng là đi chơi người này người kia, nhưng mà chụp kiểu hay bàn tay rồi cho em thật. Hai bạn chia tay bao nhiêu lâu rồi? Khoảng gần 8 tháng. Gần 8 tháng. Em có suy nghĩ tới những vấn đề mà bạn đó post Facebook với một người mới để chọc tức em, hoặc là để cho em thấy được mà em có thể nhắn tin để đòi quay về không? Lúc mà em thấy em cũng hơi buồn thôi, em cũng bất ngờ chứ. Những cái lúc mà em suy nghĩ vậy, cái em thoát ra và em tìm việc em làm để quên đi cái chuyện đó. Những cái cuộc tình mà chia tay rồi á, người yêu cũ mình nó hay up story hay up Facebook những cái nắm tay này kia nọ, thường là 80% là chọc tức. Dạ, em cũng nghĩ là vậy. Chuyện tình duyên mình không có cưỡng cầu được, cái đó là do trời đấy ha. Nếu mà còn duyên còn nợ thì em bạn đó sẽ gặp lại. Dạ. Tí nữa về nhà là em phải live stream cho mọi người coi cái dạ, công việc dạ. Ở nhà. Dạ, nhà em tới. Ok. Dạ. Em mời anh vô nhà nha. Dạ, đây là phòng của em. Thơm quá luôn. Dạ. Đó. Phòng em thì em có decor mấy cái góc này để kiểu như lúc mà em làm việc á thì có cái góc để cho em quay cho đẹp luôn. Còn đây em ngủ nghỉ được ở đây hết. Ban ngày thì em sẽ làm việc ở đây. Em sẽ ngồi ở đây em làm việc. Thì ví dụ mà quay video cho YouTube thì em sẽ edit trên laptop, không làm trên điện thoại. Góc này góc skincare của em. Còn cái góc mỹ phẩm thì nằm bên đây. Em live stream như vậy thì em thường live buổi sáng hôm tối. Thì em thấy là mỗi lần live stream là mình phải có cái đèn live stream lên nó mới đẹp. Thường thì live stream thì nếu mà buổi tối thì em sẽ dùng đèn cái ring light để em live stream. Còn không thì buổi sáng thì nó có ánh sáng tự nhiên thì em dùng ánh sáng tự nhiên luôn. Bây giờ mình thử mình set up chỗ làm việc đi rồi mình live stream thử một khán giả nha. Chắc vậy em sẽ live stream trên TikTok cho mọi người xem thử luôn hả? Okay. Thông thường thì em sẽ live buổi tối nhiều hơn, tại vì buổi tối các bạn mới rảnh để coi. Còn bây giờ em với anh live thì không biết có ai coi không, tại vì giờ này là giờ các bạn đi làm. Và thông thường thì nếu mà em live cho nhãn hàng thì em sẽ lên studio của nhãn hàng em live. Nếu mà live trên đây thì mình có giới thiệu sản phẩm được hay là em chỉ live nói chuyện với các bạn fan trên TikTok? Thường thì TikTok thì em sẽ live để giao lưu với các bạn nhiều hơn là giới thiệu sản phẩm. Có cầm sản phẩm giới thiệu thì kiểu như bên TikTok sẽ nhắc nhở mình á, tại vì TikTok không cho quảng cáo. Còn về làm beauty blogger là lúc đó là em phải make up xong rồi chỉ các bạn make up hay là như thế nào? Thường thì em sẽ quay cái video rồi kiểu như hướng dẫn những cái step make up của em. Tại vì thật ra là do là em kiểu không có học make up được như các bạn, mà em tự tập, tự nhìn trên mạng để tập. Cho nên là em sẽ hướng dẫn những cái mà em học hỏi, em trao dồi được không? Và anh thấy cái lượng fan mà theo dõi của em trên TikTok anh thấy nó là 4 triệu mấy, anh thấy nó cũng nhiều quá. Cái đó là lượt hết, còn lượt theo dõi của em là tầm 260.000. Em chơi TikTok là lâu được, lâu chưa? Cái lúc mà em bắt đầu tập trung chơi á, thì chắc khoảng 9-10 tháng gì rồi. Mỗi lần một cái clip em post nó như vậy là nó có bao nhiêu lượt share, bao nhiêu lượt thích? Tùy clip hả anh, thì hiện tại là video cao nhất của em á là được 300, hơn 300.000 lượt like rồi. Và hơn 4 mấy triệu view. Beauty blogger của em là làm những gì? Hiện tại cái beauty blogger của em là kiểu như là em sẽ nhận những cái lời mời hợp tác của nhãn hàng để em giới thiệu những cái sản phẩm của người ta. Có thể là son, có thể là những cái sản phẩm make up, ngoài ra còn những sản phẩm skin care nữa. Với lại là ngoài ra thì lâu lâu em còn phải thêm những cái content về sáng tạo để em chia sẻ cho những bạn về những cái tip make up nè, thủ thuật trong make up, skin care như thế nào cho nó chính xác. Em làm beauty blogger vậy là em có làm KOL luôn, ví dụ một nhãn hàng nào đó đưa cho em một cái sản phẩm đó, em phải chụp, em phải post lên cái mạng xã hội. Dạ đúng rồi. Thôi bây giờ chúng ta tắt tí xíu đi rồi anh với em trò chuyện để cho khán giả biết về công việc của em nhiều hơn. Ok.
Em bắt đầu công việc này từ khi nào? Em bắt đầu cái công việc này khoảng tầm cuối năm 2019 thì em bắt đầu công việc này. Cơ duyên nào đưa em đến công việc này? Công việc này là kiểu như nó đến với em rất là đột ngột luôn á. Nó đúng theo kiểu cơ duyên mà tới. Lúc mà em còn đi học đại học á, em có quen một cái bạn đó và bạn đó kiểu làm makeup. Ngay cái dịp đó là ngay cái ngày mà kiểu trong cái nhóm makeup đó đang kêu gọi một cái cuộc thi là makeup vì cộng đồng LGBT. Đó thì bạn đó đang hiếu mẫu thì có mời em và một bạn nữa. Thì hai tụi em làm mẫu cho bạn đó makeup. Sau khi mà bạn đó đăng tải cái hình ảnh của em và bạn kia lên thì được rất là nhiều người quan tâm và kiểu khen ngợi ấy. Sau em cũng thấy là cái nhóm này cũng hay, cũng vui á. Kiểu em thấy mọi người hay chia sẻ những cái cách make up. Và lúc đó em cũng có một chút gì đó hết về cái make up rồi. Sau đó bạn đó thêm em vào nhóm. Và từ đó thì em cũng thường xuyên đăng những cái make up của em mà kiểu rất là đơn giản. Thì ban đầu đăng thì cũng không ai quan tâm. Tại vì mình make up không giống được các bạn. Càng về sau thì em make up thì kiểu nó style theo Hàn Quốc. Ở Việt Nam thì các bạn thì kiểu cũng rất là thích những cái style như vậy. Thật ra những cái bài của em được rất là nhiều người quan tâm. Cũng nhờ từ những cái bài viết đó mà những cái nhãn hàng cũng biết đến em đó. Rồi sau đó bắt đầu em nhận được những cái quà tặng từ nhãn hàng. Mỗi lần em nhận quà thì em vui lắm, rồi em cứ đăng bài em review này nọ thôi. Khi em từ ở dưới quê lên đi thì lúc đó là em chọn công việc này hay là có một công việc nào khác? Cái lúc mà dưới quê lên Sài Gòn á là em đi học đại học. Em học đại học đến khoảng đầu năm 2. Em có một số vài vấn đề gia đình một chút xíu thì khiến em phải nghỉ học. Lúc đó thì mẹ em kiểu kêu em là về quê làm đi, nhưng mà em là kiểu em cảm giác là khi mà em về quê rồi thì em sẽ không có tương lai bằng các bạn. Cho nên là em quyết định em ở lại đây. Em cũng đi làm thuê này nọ rồi em ban đầu là em làm điện thoại viên cho Viettel. Đó, sau đó em chuyển qua em làm điện thoại viên cho bên kỳ nghỉ dưỡng. Đó. Thì trong cái quá trình em làm ở bên kỳ nghỉ dưỡng thì các nhãn hàng mới liên hệ em á. Rồi sau này thì có một cái công ty chuyên về mỹ phẩm tại Việt Nam, Hàn Quốc tại Việt Nam mời em về làm trực thuộc bên đó. Thì em mới nghĩ qua em làm rồi. Công việc của em bắt đầu nó phát triển hơn từ đó luôn. Công việc của em hiện tại thì mẹ có biết hiểu rõ về công việc của em đang làm không? Mẹ em kiểu là biết con mình ở Sài Gòn làm về những cái livestream rồi giới thiệu sản phẩm gì thôi. Chứ thật sự cũng không biết quá rõ đâu. Tại vì ở dưới quê thì không có phổ biến về cái công việc này. Mẹ có thường xem những cái clip của em quảng cáo sản phẩm trên mạng không? Có, rất là thích coi luôn. Kiểu như mẹ em là mới biết xài điện thoại kiểu có YouTube gần đây thì lúc nào cũng mở lên coi hết anh. Còn mẹ em còn kêu chị hai phải tải TikTok về cho mẹ coi em hoài luôn. rất là thích coi. Cái công việc của em á thì ngày trước thì em xuất phát điểm là em mở một cái kênh YouTube trước. Lúc đó em cũng quay review xóa son. Em có thể là bỏ tiền túi ra để em mua những cái sản phẩm em yêu thích để em giới thiệu cho các bạn, hoặc là nhãn hàng muốn hợp tác với em để giới thiệu cho các bạn cũng được. Cái mùa dịch á là cái đỉnh điểm mà mọi người chơi TikTok thì em chuyển sang em lấn sân thì em mở một kênh TikTok. Thì từ cái lúc em chơi TikTok thì em cảm thấy là em phù hợp với TikTok nhiều hơn là làm bên YouTube. Tại vì bên YouTube thì kiểu cũng có bạn biết đến mình nhưng mà nó ít. Còn TikTok thì cái độ phổ biến nó rộng hơn, thì lúc đó mọi người biết nhiều hơn. Thì em bắt đầu giới thiệu được những cái sản phẩm như là skin care nè, tất tần tật những cái sản phẩm về make up, son, phấn, chì cái mày rồi em giới thiệu hết. Trước khi một công việc nào đến với mình á, mình chuẩn bị làm á thì cũng có những cái khó khăn. Thì em có gặp những khó khăn gì trong công việc này? Ban đầu khó khăn lớn nhất của em đó là về vấn đề thời gian. Từ trước đến giờ em làm là một mình em lo hết tất cả mọi thứ. Ngày trước cái lúc mà em đã đi làm ở cái công ty Hàn Quốc đó rồi á thì ban ngày em phải làm việc trong giờ hành chính. Em làm việc với nhãn hàng thì nhãn hàng kiểu phải có deadline để cho mình lên video. Thì lúc đó thì kiểu sáng em đi làm từ sáng tới 6 giờ là tan ca. Nhưng mà thật ra là mọi người nếu mà đi làm thì cũng biết là không bao giờ đúng được 6 giờ mình ra đúng không? Thì tầm là phải 7 giờ, có khi 8 giờ em mới được về tới nhà. Lúc đó bắt đầu em nghỉ ngơi một chút xíu và em bắt đầu em quay trong đêm luôn. Em quay ban đêm, xong rồi em ngồi em edit. Thì có khi là em ngồi em hút tới 2-3 giờ sáng vậy. Em làm, xong buổi sáng sau dậy đi làm tiếp. Tất cả những công đoạn như là quay, livestream, sản phẩm rồi tới lúc mà edit thì một mình em tự làm. Tất cả đó. Là một mình em tự làm. Nếu mà em livestream như vậy á, thí dụ mà giới thiệu sản phẩm thì lúc đó là sản phẩm là nhãn hàng tặng cho em luôn hay là mình phải trả về cho nhãn hàng? Nếu mà livestream tại nhà thì là Ram sẽ gửi sản phẩm cho em luôn và em sẽ giữ đó luôn. Còn nếu mà livestream ở trên trụ sở á, thì của nhãn hàng luôn thì sau khi live xong thì nhãn hàng sẽ giữ lại. Còn về mà làm video á, thì tất nhiên là em sẽ giữ lại sản phẩm đó luôn rồi. Bây giờ em giới thiệu cho anh với những cái clip và những cái thực hành thì anh thấy em rất là đam mê và kiên quyết luôn á. Thì anh xin chúc cho Linh càng ngày càng phát triển trong công việc mà làm streamer và beauty blogger của mình. Dạ.